Hello, kính chào quý vị. Hôm nay Lê Như Phong giới thiệu với quý vị cách dâm cành hoa nhài ghép ghép ta như vậy. Đây, trước mặt quý vị đây là cành hoa nhài ghép ta. Và bước đầu tiên là chúng ta chọn cành hoa nhài để dâm quý vị ạ. Đây, hoặc là chọn những cành hoa nó tương đối già quý vị nhé, không nên chọn cành hoa non. Cành hoa tương đối già sau này rễ nó sẽ ra ở đây hoặc ở đây. Đấy, đây thì Phong đã cắt sẵn như thế này rồi, để cắt ra tương đối nhiều đây. Thì mỗi chúng ta cắt khoảng tầm 15 đến 20 phân tùy vào cái cành, từ 3 đến 5 mắt. Cành này nó hơi tốt nên là nó dài, các bạn thường thường nó chỉ khoảng 15 phân thôi. Đây, ví dụ cành này khoảng 16 phân. Chúng ta có thể loại bớt một số cái lá đi để cho nó đỡ mất nước này. Xong sẽ sơ lược cắt bớt nó giảm mất nước quý vị ạ. Thời điểm dâm cành thì chúng ta có thể dâm vào mùa xuân hoặc là mùa thu chớm đông cũng được, không nên dâm vào mùa hè. Rồi, cắt bớt đi. Cắt đi cho nó bớt nước, cho nó đỡ mất nước quý vị ạ. Rồi sau đó chúng ta chọn đất đã được chuẩn bị sẵn, cuốc sới. Đấy, không, nó cuốc sới chuẩn bị sẵn rồi. Giống hoa nhài rất là thơm, dùng để pha trà hay để chơi cảnh. Một vài năm trở lại đây thì hoa trà lại được người dân ưa chuộng trở lại, chơi tương đối nhiều. Bởi vì đặc tính của cây hoa nhài là dễ trồng, dễ chăm sóc và hoa rất là thơm, rất là đẹp. Màu xanh của lá cũng rất là thích nữa, rất là đáng để trồng. Nó mang tính phong thủy rồi, nó có rất là nhiều tác dụng, thậm chí chữa bệnh. Pha trà thưởng thức thư giãn rất là nhiều cái hay mà cây hoa nhài mang lại quý vị ạ. Rồi đây xong đã. Đây, quý vị có thể thấy nó rất là khỏe cây đây. Cái cành này rễ nó đã chớm chớm nó ra này. Đấy, những cành già, nên chọn những cành già ấy quý vị nhá. Hoa rất là to luôn. Hoa nhài kép to lắm. Rồi. Xong rồi quý vị ơi, xong đã chuẩn bị xong rồi, bắt đầu chúng ta dâm dâm cành. Dâm cành thì chúng ta đã chuẩn bị chỗ đất cuốc sới như này rồi. Chúng ta chỉ việc dâm thôi. Dâm thì chúng ta lấy cái chép lách như này chẳng hạn, thì chúng ta đây, chúng ta rút xuống như này. Dâm cho nó ngả ngả quý vị nhé, không 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 nên dâm đứng, dâm ngả. Dâm ngả ví dụ trong cái trường hợp mà nó gặp mưa thì nó đã ngả sẵn rồi, chứ nó chắc, chứ không đứng thì mưa nó ngả thì sợ nó cây nó không được cố định một chỗ.
Còn dâm ngả này thì nó đã có đất, nó đè lên đất rồi, nó chắc. Đấy, chúng ta dâm thế này. Dâm thế này chứ không nên cắm. Cắm thì khi mà chúng ta cắm ấy, không chia sẻ quý vị, không nên cắm. Nếu mà cắm cái đầu này xuống như này luôn thì thứ nhất là nó, ví dụ như trong trường hợp mà đất nó có gạch thì nó sẽ tép cái đầu này ra, tép cái đầu này ra. Ví dụ cắm trực tiếp này, chúng ta lấy cái chép chúng ta lách thì nó sẽ không bị tổn thương cái phần da, phần da mà chuẩn bị da rễ của cái thân này thì tốt hơn. Đấy, làm gì cũng ngày quá kỹ thuật đấy ạ. Hôm nay Phong ấy, thời điểm này thì đất nó tương đối ẩm nên là không phải tưới quý vị ạ. Rồi lấy cái chép chúng ta đặt xuống hôm. Thế là chúng ta cho đất vào. Thì thời gian khoảng nửa tháng sau là dễ nó đã ra rồi. Trước khi dâm thế này, vừa cắt là Phong đã chuẩn bị ngâm khoảng nửa tiếng vào vào cái thuốc Atonic, tức là thuốc kích thích da rễ, kích thích sinh trưởng quý vị. Đấy cũng là một cách để mà tỷ lệ sống mà cây nó khỏe rất là cao. Đấy, hôm qua Phong cắt từ hôm qua thì nay mang chồng chia sẻ với quý vị, cắt từ tối qua mới cắt từ cây mẹ ra, là cắt luôn cho nó khô khô cái đầu này đi. Chúng ta cắt nó khô đầu đi, đợi một thời gian khoảng độ tùy theo thời điểm, ví dụ như trời mà nó nắng thì để thì có thể 1-2 tiếng cho dâm ngay, còn thời tiết là nó mưa hoặc là nó ẩm thấp thì có thể để cho nó khô, để nó khô để nó lành cái vết thương này, tức là nó lành cái vết thương cắt này thì chúng ta dâm tỷ lệ nó sống rất là cao, không bị thối, không bị gặp nước, không bị thối. Nếu mà chúng ta trong quá trình vừa dâm xong chúng ta gặp nắng hoặc là thời tiết nó nắng thì chúng ta đậy nhé, che đậy. Còn nếu mà thời tiết nó mát thì chúng ta cũng chưa cần đậy vội, để cho nó thoáng, nó khô càng tốt. Đó, nhân giống rất là đơn giản quý vị ạ. Đấy, chỉ một chút thôi là chúng ta đã dâm được rồi, tương đối nhiều cái mầm nhài. Đấy, cảm ơn quý vị và bà con rất nhiều. Vừa rồi Phong có chia sẻ cách dâm cành nhài đơn giản tại nhà. Xin cảm ơn, hy vọng là mọi người thấy cái video này nó hay thì hãy ấn đăng ký để Lý Phong thường xuyên cập nhật những video tiếp theo để gửi đến mọi người nha. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin cảm ơn.